Đây thì có rất là nhiều cái gói massage khác nhau, massage đầu, massage chân, head massage, foot massage, body massage, massage toàn thân cũng có, massage kiểu Thái massage có rất là nhiều cái gói dịch vụ khác nhau, nhưng mà vì mình không có thời gian, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ mình còn thay đồ nữa lâu lắm nên là thôi mình chọn cái gói massage đầu liệu trình 30 phút để cho mọi người xem là cái dịch vụ massage ở đây ngoài là một cái không gian đẹp giống như là trên tiên cảnh thì cái kỹ thuật của các bạn ở đây như thế nào. Như mọi người cũng biết rồi đó, đây là Anantara là chủ đầu tư, là một cái tập đoàn của Thái Lan. Chính vì vậy cho nên là mình nghĩ nói về massage ở đây thì thôi chắc khỏi phải bàn này ha. Massage toàn thân thì lại nhẹ, và cái massage đầu thì anh mạnh. Thank you.
tiên thì mình làm luôn hết mấy thứ luôn, hay là người nào massage đầu massage đầu làm được hết rồi. Như em là massage chân làm được luôn. Ừ. Bên em có manicure, manicure, full body massage, rồi India head massage. India? India head massage em đang làm cho anh. À, India head massage. Có nghĩa là bài massage đầu Ấn Độ. Của Ấn Độ, à, yeah. India, India head massage. Yes. Oh. Siêu thích massage đầu đó sao? Của ai, của Ấn Độ, của Thái. Ngoài facial đó thì tụi em làm về cái sản phẩm Italy lúc nãy. Tụi em có bán hàng về trang và hàng chuyên dùng cho facial. Có nhiều bài như Recover Touch Spray, Hydra Memory, rồi special nhất là bài Sublam Skin. Thì cái bài Sublam Skin đó dành cho những người mà bị lỗ da, là nhiều tế bào sừng già trên da mặt á. Thì cái bài đó nó có hai lớp acid sẽ làm cho mình bớt đi những cái lớp tế bào sừng già, đem lại cho cái làn da mới. India massage này là em làm với dầu ấm,
kích thích sự tuần hoàn máu, làm lưu thông máu. Dầu dừa ấm. Thì tụi em đi về cái phần mình dùng những cái sản phẩm local. Dầu dừa là nổi tiếng ở Bình Định. Nghe dầu dừa là của mình luôn. Dạ, của mình luôn. Một chai nãy em thấy mình. Một chai nhỏ là khoảng 5 đô ạ. Chỉ cần một muỗng dầu dừa nguyên chất thì sẽ rất là tốt cho cơ thể. Mùa hè là. Dạ. Rửa đầu cũng được luôn. Dạ. Ủ tóc, làm mềm tóc. Cô cái mấy cô gái thích lông mi dài thì tối ngủ thoa lên lông mi một xíu. Và nhờ tốt cho phụ nữ mang bầu nữa, không có bị rạn da. Mình cứ ngày nào mình cũng thoa dầu dừa thì cái da bụng không có bị rạn. Nó có làm xoa đều, nó có giảm mỡ bụng không? Dạ. Dầu dừa không có giảm mỡ bụng. Chỉ có massage bụng mới giảm thôi. Dạ. Anh dùng những cái dầu, ví dụ như dầu gừng nè. Dầu gừng. Dạ, dầu ớt nè. Với lại anh kết hợp với tập thể dục phần bụng nữa thì mới giảm được anh ạ. Dầu ớt mình cũng có nè. Dạ, có dầu ớt. Dầu ớt chuyên người ta sản xuất ra để làm giảm mỡ bụng mà. Dầu gừng, dầu ớt, dầu dừa. Ồ, hay quá ta. Mình mua ở đây hay mua ở dưới? Dạ, mua ở đây ạ. À. Ở đây. Bên em thì chỉ có dầu dừa thôi. Với lại những cái dầu massage để làm cho mình giảm căng cơ. Như India Honey Oil, hay là Detox Revify Oil. Dầu dừa là rẻ nhất. Sao đầu buồn ngủ luôn ấy. Dễ chịu quá. Em học cái này là ở đây trên em hả? Hay là em phải gửi đi học ở đâu? Dạ, cái này là em đã có bằng massage của trường Đà Nẵng rồi. Ồ, massage hả? Sau rồi cái công ty hàng năm á, là đưa giáo viên ở nước ngoài về dạy một lần. Ồ. Dạ, là theo cái standard của tập đoàn mình á. Anh ở đây hay là anh đi Ấn Độ hay là anh đi Thái Lan hay bất kỳ ở đâu mà có anh ở đây thì những cái bài massage đều giống nhau cả. Tụi em được
chuyên về hiểu hết những cơ trong cơ thể, những cái xương, huyệt đạo, những cái huyệt. Nói chung là cái tập đoàn Anabola là họ rất là quan tâm cái phần spa chăm sóc sức khỏe cho khách. Làm lên nghe xong vỗ cảm giác nó thư thái vô cùng. Cơ của anh bị căng đó đúng không? Dạ. Cứng, nó không có mềm giống như là những cái cơ khá bình thường. Em cần đúng như em biết rồi đúng không? Tiếng đó là tiếng thuyền thúng, thúng máy đúng không? Dạ, phải thúng máy à. À, ghe. Cái ghe này nhỏ. Ở đây em không có thúng máy, có thúng bơi nhưng mà nhà ở biển nơi đẹp lắm. Người ta nuôi tôm hùm mà trong biển nó kêu ở biển là đẹp. Ừ vậy hả? Dạ. Bãi của mình hay là bãi trong ghe? Mà cái đó của dân hả, dân địa phương hả? Dạ, dân địa phương, dân địa phương là nuôi tôm. Nuôi tôm hùm. Em là người đây hay là ở Đà Nẵng? Em là người Thank you.
quay. Tắt cái tiếng flash. Nghe nó tắt. Ở lọt vô đấy. Rồi đã quá. Ôi, thằng nóng quá, đẹp quá. Từng áo dọn nó ra. Áo con trăm ngàn. Mình không hiểu sao cái áo này là trăm ngàn. Mình không may hết như vậy. Cái áo là đúng ha, đúng kiểu đi biển luôn. Dạ. Đúng chất đi biển. Đúng kiểu lên spa bên em. Và chủ yếu là chủ đầu tư có cơ còn mấy anh có rẻ là 120 cái bỏ xỉ nhà nhà anh làm rồi không anh khi nào anh check ra còn tặng cho anh cả nghe được á ra cởi đồ liền cởi tặng. Sạch mí luôn. Mí giờ giống như mí của Cương Thị Mỹ rồi. Dạ xong rồi anh. Rồi, em rất hân hạnh được làm nó sao cho. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Quý vị các bạn thân mến, 30 phút massage đầu Ấn Độ Indian Head Massage. Mặt những lần hết nổi. Giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp một giấc.
Nhưng mà đời đâu có đơn giản vậy, phải đi tiếp. Xin chào tạm biệt. Khổ tôi lắm. Yeah.